Kinh nhà đất Quỳnh Nga Gia Lai rất hân hạnh đón chào quý anh chị trong một cái video mới. Ngày hôm nay, em Nga giới thiệu đến với quý anh chị một lô đất mặt tiền đường tránh với diện tích là 30m, với chiều sâu là 40m. Lô đất có hai mặt tiền đường, theo trước mắt hình vẽ như quý anh chị đang thấy ạ. Lô đất nằm ngay khu dân cư, nằm trên mặt đường bê tông nối liền giữa quốc lộ 14, A và con đường tránh đông của thị trấn Chư Sê. Nơi đây có thể lên thổ cư được nha quý anh chị. Từ lô đất của chúng ta mà ra tới quốc lộ 14 thì chỉ có hết 1 km thôi ạ. Đi qua đường bê tông trước mắt nằm trên mặt đường của lô đất chúng ta luôn quý anh chị nhé. Vị trí tiện ích trường trạm rất tiện lợi, trong vòng chỉ có 1 km thôi. Tổng diện tích 30m. Sâu 40m có hai mặt tiền đường, gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá 58 triệu trên 1m. Có bớt lọc nhẹ quý anh chị nhé. Và bây giờ chúng ta cùng hạ cánh xuống mặt đất để xem thực tiễn về lô đất của chúng ta như thế nào. Vị trí em Nga đang đứng là trên mặt đường tránh, hướng trước mắt là về thành phố Pleiku. Từ đây mà ra về thành phố Pleiku thì khoảng hết 36 km thôi ạ. Và cái hướng ngược lại là đi về thành phố Buôn Mê Thuột của tỉnh Đắk Lắk, đi khoảng 150 km. Về tới thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cũng khoảng 150 km ạ. Hiện con đường này chưa đi vào hoạt động chính thức, nhưng mà sau khi nhà nước cho liên thông đi vào hoạt động chính thức thì con đường này sẽ rất là đông, dành cho những cái xe lớn, xe khách hầu như là đi vào đường đây quý anh chị. Mua bán, đón nhận, trả hàng thì đều nằm ở cái khu vực này hết ạ. Và cái lô đất của chúng ta là có hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường phía sau bên hông là đường nối ra quốc lộ 14A. Chỗ này là ngay khu dân cư, tương lai sẽ là nơi giao nhận hàng hóa và nơi trao trả khách tại gần đây quý anh chị. Cái lô đất của chúng ta trước mắt đây, tổng diện tích 30m, bằng so với mặt đường quý anh chị nhé. Lô đất rất bằng phẳng so với mặt đường. Hiện bên trong vẫn đang có cà phê cho thu hoạch luôn ạ. Quý anh chị nhớ là chúng ta có hai mặt tiền đường, phía sau là mặt tiền đường bê tông nối ra quốc lộ 14A và nơi đây có thể lên thổ cư được luôn ạ. Chiều sâu của nó là một bên 48m, một bên là 39m. Em Nga tính trung bình chiều sâu là 40m cho quý anh chị. Trên đất đã có cái giếng nước này, điện này, có một cái nhà chòi này và cà phê cộng với tiêu đang cho thu hoạch luôn. Chất đất đỏ ba gian rất là bằng phẳng đẹp, bằng như một cái sân bóng. Và mời quý anh chị quay trở lại với video hình ảnh của lô đất từ trên cao để quan sát hết những cái khu dân cư đông đúc như thế nào. Em Nga xin nhắc lại, lô đất với hai mặt tiền đường 30m là mặt tiền đường đường tránh và một mặt tiền đường liên xã. Sâu là 40m, gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá 58 triệu trên 1m. Bao xưng tên bị đỡ cho quý anh chị và quý anh chị vẫn có quyền được thương lượng ạ. Quý anh chị quan tâm đến cái lô đất thì xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình và nhớ bấm đăng ký kênh ở góc phải màn hình để theo dõi những video mới nhất nhé.